Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Jennie và Rosé sẽ kết hợp với hot TikToker Bella Poarch trong bản remix của siêu hit Build a Bitch. Boy group Thanh Xuân Có Bạn đã dính lời nguyền với Lisa Lão Sư, tất cả đều được tiên tri từ trước. BTS tạm dừng chuỗi nhạc tươi sáng, sẽ sớm quay trở lại với thể loại hip hop. IU từng bị chính khán giả của mình tấn công ngay trên sân khấu, fan xem mà xót xa. Hai tháng sau ngày GFriend tan rã, hai bờ lại khiến fan phẫn nộ vì cách thức hoàn tiền chẳng khác nào lừa đảo. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jennie và Rosé sẽ kết hợp với hot TikToker Bella Poarch trong bản remix của siêu hit Build a Bitch. Mới tuần trước, hai cô nàng Jennie và Rosé đã khiến cho netizen xôn xao khi bất ngờ xuất hiện tại Los Angeles, Mỹ để chuẩn bị cho một chuỗi dự án âm nhạc xứ sở cờ hoa. Hai mỹ nhân Blackpink cũng liên tục xuất hiện cùng những người bạn là nghệ sĩ hot girl nổi tiếng. Và tất nhiên, mỗi lần gặp gỡ, những đồn đoán về màn collab hay sản phẩm kết hợp giữa hai thành viên này với những nhân vật đó lại rộ lên. Đặc biệt vào ngày 22 tháng 7, Jennie và Rosé đã gây nổ mạng xã hội với loạt ảnh gặp gỡ hot TikToker đình đám Bella Poarch. Bella Poarch hiện đang là một cái tên gây chú ý khắp nơi, không chỉ vì sở hữu tài khoản TikTok quyền lực thứ ba thế giới, mà còn với bản hit bắt tai Build a Bitch. Và đến thời điểm hiện tại, nhiều tờ báo và trang tin của nước Mỹ đã đồng loạt đưa tin về màn kết hợp này rất có thể xảy ra giữa ba cô gái. Theo đó thì rất nhiều nguồn tin nội bộ đã cho biết, Jennie và Rosé không chỉ đơn thuần chỉ đi hẹn hò tán gẫu với Bella Poarch, mà thực sự sẽ có màn kết hợp trong bản remix hit Build a Bitch nổi tiếng khắp toàn cầu. Ca khúc này đang khiến cho mạng xã hội TikTok chao đảo bởi đoạn rap cực kỳ gây nghiện cũng như thông điệp mạnh mẽ được truyền tải. Chỉ sau hơn 2 tháng đăng tải, MV Build a Bitch mang về cho Bella Poarch hơn 252 triệu lượt xem, ca khúc cũng nhận về 175 triệu lượt stream Spotify. Một hint nữa được chỉ ra chính là việc Bella Poarch từng bày tỏ rằng sẽ được hợp tác với Blackpink trong một bài phỏng vấn cách đây chưa lâu. Đặc biệt là với cô nàng Rosé, Bella Poarch trả lời phỏng vấn với Elle: "Màn kết hợp trong mơ của tôi là với Rosé, tôi yêu K-pop, tôi yêu Blackpink, tôi nghiện luôn ấy." Màn kết hợp của Bella Poarch với hai mẫu của Blackpink thành sự thật, ca khúc hứa hẹn sẽ tiếp tục phá đảo các nền tảng mạng xã hội. Boy group Thanh Xuân Có Bạn đã dính lời nguyền Lisa Lão Sư, tất cả đều được tiên tri từ trước. Phải mất một khoảng thời gian dài thì nhóm nhạc nam từ show Sống Còn Thanh Xuân Có Bạn 3 mới chính thức được ra mắt. Nhóm có tên gọi là IX Form, chính thức được công bố vào tối ngày 25 tháng 7. 9 thành viên xuất sắc được debut đang trong quá trình giới thiệu và quảng bá đội hình. Bên cạnh tên nhóm thì IX Form cũng đã hé lộ ký hiệu tay đặc biệt để giới thiệu về nhóm. Nếu là một fan cứng của team Lisa Lão Sư thì chắc chắn bạn sẽ nhận ra ngay ký hiệu tay quen thuộc này. Cụ thể, ký hiệu tay của IX Form giống gần như hoàn toàn với ký hiệu tay trước đó của team Secret K do Lisa dẫn dắt. Chỉ khác ở một chỗ là vị trí của ngón trỏ bàn tay trái nằm sau chữ V bàn tay phải tạo nên. Chuyện tâm linh đúng là không đùa được. Trước đó thì netizen cũng từng thán phục về một tiên tri không hề nhẹ của Lisa khi mà team Secret K gồm 5 người thì đã có đến 4 người được lọt vào đội hình debut chính thức. BTS tạm dừng chuỗi nhạc tươi sáng, sẽ sớm quay trở lại với thể loại hip hop. Dạo gần đây, BTS đã thực hiện một buổi phỏng vấn và có những chia sẻ rất nhiều về chủ đề khác nhau, kể cả lần hợp tác với Ed Sheeran. Theo đó thì bởi vì Ed Sheeran cũng đang có những trải nghiệm về thể loại hip hop nên host của chương trình này cũng theo đà câu chuyện và đặt ra cho các chàng trai những câu hỏi liệu nhóm có quay trở lại để phát hành những ca khúc thiên về thể loại này như lúc trước hay không. Và câu trả lời đến từ BTS chính xác sẽ dành cho những ai đang thắc mắc về những lùm xùm gần đây của nhóm, nhất là những ý kiến cho rằng BTS đang dần bị mất chất. Trước khi đưa ra câu trả lời đi vào vấn đề chính, Suga cũng chia sẻ suy nghĩ về ngành âm nhạc ở thời điểm hiện tại. Anh giải thích rằng các ca khúc của BTS phát hành gần đây như Dynamite, Butter hay Permission to Dance đều sở hữu âm hưởng riêng biệt và dễ dàng được công chúng yêu thích. Nam thần tượng cũng cho biết sở dĩ họ quyết định phát hành những sản phẩm với màu sắc tươi sáng như thế là vì mong muốn có thể lan tỏa những âm thanh tích cực rộng rãi đến tất cả mọi người. Thành viên Suga đại diện cho nhóm nói thêm: "Tôi nghĩ xu hướng hiện nay trong ngành công nghiệp âm nhạc đang ở điểm không có ranh giới rõ ràng giữa các thể loại.
Đối với những đĩa đơn chúng tôi phát hành hiện tại, tất cả thành viên đều hy vọng rằng chúng có thể tiếp cận được đến nhiều người. Biết rõ có rất nhiều fan mong ngóng một ngày có thể thưởng thức những sản phẩm hip hop mạnh mẽ từ BTS, Suga cũng không quên khẳng định rằng họ đang làm việc chăm chỉ cho điều này và chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều hơn các ca khúc mang thể loại này được đưa vào album. Còn một điều nữa khiến cộng đồng ARMY có thể yên tâm rằng những bài hát tương tự như Fire, Dope hay Mic Drop sẽ sớm được phát hành, bởi giọng ca Drake Guita còn nhấn mạnh rằng nếu các bạn muốn nghe nhiều hơn những sản phẩm hip hop, các bạn sẽ không phải chờ đợi quá lâu nữa đâu. Chúng sẽ ra mắt vào một ngày nào đó thôi. Nói về sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của BTS, dạo gần đây họ đang vấp phải những nhận định cho rằng âm nhạc của nhóm đang bị một màu và mang tính thời điểm. Bởi ba sản phẩm mới nhất đều mang đến một bầu không khí tươi sáng, thông điệp tích cực và đều được biết đến bằng tiếng Anh. Ngược lại, nhiều người cũng lên tiếng cho rằng chính BTS đã giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn này bằng thứ âm nhạc chữa lành như thế. Có lẽ đã đến lúc BTS nên trả lời chính xác cho những gì mà họ đã và đang làm và sẽ làm trong tương lai. IU từng bị chính khán giả của mình tấn công ngay tại sân khấu, fan xem mà xót xa. Mới đây, một đoạn clip ghi lại việc IU bị một khán giả ném chai nước trúng vào đầu gây đau đớn đã viral trở lại trên mạng xã hội. Đoạn clip bất ngờ nhận được sự chú ý lớn với hơn 2,3 triệu lượt xem, không chỉ vì sự vô ý thức của một bộ phận khán giả quá khích, mà còn vì sự chuyên nghiệp trong cách xử lý tình huống của IU. Theo tìm hiểu từ phía người hâm mộ, đoạn clip này được ghi lại cách đây 6 năm tại concert của IU ở Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 2015. Cụ thể, ở giữa concert, vì quá nhiệt huyết với các phần trình diễn của mình, IU đã thấm mệt và hướng về phía nhân viên của concert bảo rằng mình khát rồi, hãy cho mình một ít nước nhé. Tuy nhiên, ai đó từ phía người xem concert của cô nàng đã ném chai nước đầy ắp lên sân khấu và chẳng may lại trúng vào một bên mặt của IU. Mặc dù rõ ràng là đang rất ngạc nhiên và đau đớn, IU vẫn gắng gượng và tươi cười nói: "Không sao đâu, mình thực sự không sao, đây chỉ là một trò đùa vui chút thôi, mình có nước uống rồi đây." Phản ứng khi xem clip này, netizen đã không khỏi tức giận trước hành động của khán giả, đồng thời còn thể hiện sự cảm thán trước cách ứng xử ngọt ngào của IU. 2 tháng sau ngày GFriend tan rã, hai bờ lại khiến fan phẫn nộ với cách thức hoàn tiền chẳng khác nào lừa đảo. Weverse mới đây lại tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi tức giận vì cách làm việc bị cho là ăn cướp của họ. Theo một số người hâm mộ quốc tế của GFriend đã được hoàn tiền, Weverse đã bắt họ phải trả phí chuyển tiền quốc tế với giá trị lên đến 80% số tiền nhận được. Một fan quốc tế bức xúc chia sẻ trong bài viết có tiêu đề về việc hoàn tiền quốc tế của mình rằng: "Tôi có mặt ở đây để chia sẻ về những trải nghiệm của mình với việc hoàn trả phí thành viên quốc tế. Tôi đã được hoàn lại 18,20 đô. Sau đó kiểm tra lại tôi mới phát hiện rằng mình bị tính phí chuyển tiền quốc tế là 15 đô. Vì vậy, tổng cộng tôi chỉ được hoàn trả 3,20 đô cho gói hội viên mà mình đã mua. Tôi thực sự không nghĩ rằng mình sẽ nhận lại được tiền, nhưng dù sao tôi cũng yêu cầu hoàn trả vì quá bực mình với cách Weverse xử lý tình huống này. Nhưng bây giờ tôi lại bắt đầu có suy nghĩ rằng chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi. Cái gì thế này? Đùa nhau à? Không thể tin được là tôi phải trả phí chuyển khoản để được trả tiền." Như vậy, đối với người hâm mộ quốc tế, số tiền mà họ hoàn trả lại được chỉ bằng 20% số tiền họ phải bỏ ra trước đó để mua gói hội viên trên Weverse. Một buddy bình luận sau khi mất 80% số tiền đáng lẽ được hoàn lại vào khoản phí chuyển tiền rằng có cảm giác như mình bị cướp. Thông tin này hiện đang được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn mạng Hàn Quốc, làm dấy lên những tranh cãi chỉ trích gay gắt nhắm vào cả hai bờ Sour Music lẫn Weverse. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của KNews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại trong phần bình luận bên dưới video này để đội ngũ chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.